Avezac, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 8. Ở bài học hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lực đẩy Archimedes rồi. Và ở cuối bài học hôm trước thì cô có đưa ra câu hỏi cho các bạn, đó là vì sao mà cho quả trứng vào cốc nước, một cốc nước thì quả trứng nổi và một cốc nước thì quả trứng chìm, đúng không nào? Và các bạn ở nhà đã làm thí nghiệm chưa nhỉ? Các bạn đã phát hiện được ra là vì sao mà một cốc nước quả trứng nổi và một cốc nước thì quả trứng chìm chưa? À, nếu như các bạn chưa làm được thí nghiệm này thì bây giờ cô sẽ làm cho các bạn xem nhá. Ở trên tay của cô ở đây là cô có một cốc nước trắng này. Bây giờ cô sẽ thả một quả trứng sống này vào trong cốc này. Các bạn cùng quan sát hiện tượng nhá. À, các bạn thấy rằng là nó sẽ chìm xuống, đúng không nào? Vậy thì bây giờ nếu như cô bỏ muối vào chiếc cốc này và cô hòa tan thì bây giờ chiếc cốc nước trắng này sẽ trở thành cốc nước muối, đúng không nào? Và cô sẽ thả quả trứng sống đó vào trong cốc nước muối này. Thì các bạn hãy quan sát này. Các bạn thấy được rằng là quả trứng nổi. À, như vậy là với cốc nước trắng thì quả trứng chìm và với cốc nước muối thì quả trứng nổi. Vậy thì tại sao lại xảy ra hiện tượng như thế này? Thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bài mới ngày hôm nay nhé, để chúng ta trả lời câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào bài 12 cho cô, đó là bài sự nổi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về điều kiện vật nổi và vật chìm. Câu C1 ở trong sách giáo khoa. Một vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào và phương và chiều của chúng có giống nhau hay không? Thì các bạn cùng quan sát cho cô này. Ở đây cô có một chậu nước này. Bây giờ cô sẽ nhúng chìm một vật vào trong lòng của chất lỏng. Thì các bạn biết được rằng là khi một vật mà ở trên trái đất của chúng ta thì mọi vật đều chịu tác dụng của lực hút trái đất, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ biểu diễn lực hút trái đất trước này. Và lực hút trái đất hay còn gọi là trọng lực thì có đặc điểm là đặt vào vật này có phương thẳng đứng này, chiều là từ trên xuống dưới, đúng không nào? Và ở bài trước thì chúng ta lại biết được thêm khi một vật bị nhúng ở trong chất lỏng thì nó còn chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes nữa. Và chúng ta có được đặc điểm của lực đẩy Archimedes đó chính là đặt tại vật này phương thẳng đứng và chiếu từ dưới lên trên. À, như vậy là một vật nhúng ở trong chất lỏng thì sẽ chịu tác dụng của hai lực, đó chính là lực đẩy Archimedes và trọng lực. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có 3 trường hợp xảy ra. Các bạn cùng quan sát. Đó là chúng ta có độ lớn của lực đẩy Archimedes thì nhỏ hơn trọng lượng của vật. Độ lớn của lực đẩy Archimedes thì bằng với trọng lượng vật và độ lớn của lực đẩy Archimedes thì lớn hơn trọng lượng vật. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ các vectơ lực tương ứng với 3 trường hợp mà cô vừa nêu và chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Đó là chúng ta sẽ xem các hiện tượng gì sẽ xảy ra trong 3 trường hợp này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xét từng trường hợp nhé. Khi mà độ lớn của lực đẩy Archimedes nhỏ hơn trọng lượng của vật, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau biểu diễn này. Biểu diễn lực thì chúng ta sẽ biểu diễn điểm đặt phương chiều và độ lớn, đúng không? Độ lớn của lực thì chúng ta sẽ biểu diễn bằng độ dài của mũi tên. Vậy thì khi độ lớn của lực đẩy Archimedes nhỏ hơn trọng lượng vật, chúng ta sẽ biểu diễn bằng độ dài mũi tên của lực đẩy Archimedes ngắn hơn độ dài mũi tên của trọng lực, đúng không nào? Và bây giờ các bạn cùng quan sát cho cô hiện tượng này. Khi chịu tác dụng của hai lực này thì vật của chúng ta sẽ là chìm dần xuống. Như vậy là chúng ta có vật sẽ chìm xuống khi mà độ lớn của lực đẩy Archimedes nhỏ hơn trọng lượng của vật. Tiếp theo, khi mà độ lớn của lực đẩy Archimedes bằng với trọng lượng vật thì thế nào đây? Chúng ta hãy cùng biểu diễn vector cho cô này. Khi đó thì chúng ta sẽ biểu diễn độ dài của hai mũi tên, biểu diễn cho hai lực này là dài bằng nhau. Và khi đó chúng ta thấy được vật nằm lơ lửng ở trong lòng chất lỏng,
chứ nó không đi lên mà nó cũng không đi xuống, nó nằm lơ lửng ở trong chất lỏng. Tiếp theo trường hợp thứ ba nào, khi mà lực đẩy Archimedes có độ lớn lớn hơn trọng lượng vật thì chúng ta sẽ biểu diễn là nó có độ dài mũi tên biểu diễn cho lực đẩy Archimedes dài hơn mũi tên biểu diễn cho trọng lực. Và khi đó thì chúng ta sẽ thấy là vật sẽ nổi lên. Đó, và chúng ta thấy được hiện tượng vật sẽ nổi lên. Vậy thì khi mà xảy ra ba trường hợp này thì chúng ta có được là lực đẩy Archimedes có độ lớn nhỏ hơn trọng lượng của vật thì vật sẽ chuyển động xuống dưới này. Khi độ lớn của lực đẩy Archimedes bằng với trọng lượng vật thì vật sẽ đứng yên này. Và khi độ lớn của lực đẩy Archimedes lớn hơn trọng lượng vật thì vật sẽ chuyển động lên trên. Vậy thì các bạn chú ý cho cô này, là khi vật chuyển động xuống dưới thì khi vật chạm tới đáy bình thì khi đó vật đứng yên và nằm cân bằng thì nó chịu tác dụng của các lực cân bằng nào đây? À, khi đó nó sẽ chịu tác dụng của trọng lực, lực đẩy Archimedes và lực của đáy bình tác dụng lên vật. Và nó nằm yên ở dưới đáy bình thì khi đó là các lực này cân bằng với nhau. Và chúng ta có trọng lượng bằng với độ lớn của lực đẩy Archimedes cộng với độ lớn của lực của đáy bình tác dụng lên vật. Vậy thì ở trong trường hợp khi mà vật chuyển động lên trên thì khi đó vật sẽ chịu tác dụng của các lực cân bằng nào đây? Thì chúng ta sẽ cùng nhau sang phần 2 La Mã cho cô. Độ lớn của lực đẩy Archimedes khi vật nổi trên mặt thoáng của chất lỏng. Và chúng ta sẽ trả lời câu C3 trước nhá. Tại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi lên? À, các bạn cùng quan sát cho cô này. Các bạn thấy được rằng là khi chúng ta nhúng ngập miếng gỗ này vào trong nước thì miếng gỗ này nổi lên. Bây giờ các bạn hãy giải thích hiện tượng cho cô đi. À, chúng ta sẽ dựa vào điều kiện vật nổi và vật chìm, đúng không nào? Điều kiện để cho miếng gỗ này nổi tức là độ lớn lực đẩy Archimedes phải lớn hơn trọng lượng vật. Như vậy là chúng ta có FA lớn hơn P, đúng không nào? Mà độ lớn của lực đẩy Archimedes thì được tính theo công thức, đó chính là bằng D nhân với V. D này là gì ạ? À, D này là trọng lượng riêng của chất lỏng, và cụ thể ở đây là nước. Vậy thì cô sẽ ghi luôn này, trọng lượng riêng của nước. Thế còn V, V là thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Mà các bạn thấy được rằng là khi chúng ta thả vật vào thì chúng ta nhúng ngập nó và nó dần dần nổi lên trên mặt nước, đúng không? Vậy thì V ở đây là gì? Chính là thể tích của vật luôn. Vậy chúng ta có V vật ở đây chính là gì? Là miếng gỗ lớn hơn P của vật. Ở đây được tính bằng công thức nào ạ? Nó sẽ được tính bằng công thức là bằng trọng lượng riêng của vật nhân với thể tích của vật. Cụ thể ở đây chính là miếng gỗ và nhân với thể tích của gỗ. Bạn nào mà không nhớ công thức này thì các bạn hãy xem lại bài cũ cho cô nhá. Và ở đây các bạn thấy ở vế trái và vế phải của chúng ta cùng có thể tích gỗ. Vậy thì chúng ta sẽ triệt tiêu cho cô được chưa nào? Và như vậy thì từ đây chúng ta có D trọng lượng riêng của nước lớn hơn trọng lượng riêng của gỗ. Và từ đây các bạn có câu trả lời chưa ạ? Như vậy là chúng ta có gì? Do trọng lượng riêng của gỗ nhỏ hơn so với trọng lượng riêng của nước thì nó sẽ chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes có độ lớn lớn hơn trọng lượng của vật, và khi đó thì miếng gỗ sẽ nổi lên. Vậy thì chúng ta sẽ cùng khảo sát xem khi mà miếng gỗ nổi lên trên mặt nước, nó đứng yên, thì độ lớn của lực đẩy Archimedes và trọng lượng của vật có bằng nhau hay không? Và câu trả lời là có. Khi miếng gỗ nổi trên mặt nước và đứng yên thì tức là miếng gỗ của chúng ta đang ở trạng thái cân bằng, thì nó sẽ chịu tác dụng của các lực cân bằng, và chúng ta có độ lớn của lực đẩy Archimedes bằng với trọng lượng của vật. Vậy thì độ lớn của lực đẩy Archimedes được tính bằng công thức, đó chính là
Ma bằng D nhân V, trong đó D là trọng lượng riêng của chất lỏng. Vậy còn V là gì đây? Và trong các câu trả lời sau đây thì câu nào là không đúng? Và đây chính là câu C5 ở trong sách giáo khoa nhé các bạn nhé. Các bạn cùng quan sát cho cô này. Ở đây cô sẽ gạch chéo cho các bạn cái phần mà miếng gỗ bị chìm trong chất lỏng. Hay nói cách khác, nó chính là phần chất lỏng bị miếng gỗ này chiếm chỗ. Vậy thì chúng ta sẽ thấy ngay là phương án A, thể tích của phần nước bị miếng gỗ chiếm chỗ là đúng, đúng không nào? Phương án C, thể tích của phần miếng gỗ chìm trong nước cũng đúng. Phương án D là thể tích được gạch chéo trong hình. Và như vậy là chúng ta sẽ thấy phương án B là phương án không đúng ở trong câu C5 này. Và các bạn chọn cho cô phương án B là phương án không đúng nhé. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong bài sự nổi rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vận dụng cho cô các kiến thức trên để làm câu C6 nhé. Câu C6 trong sách giáo khoa, người ta cho chúng ta trọng lượng thì bằng với trọng lượng riêng của vật nhân với thể tích của vật. Và cho chúng ta công thức tính độ lớn của lực đẩy Archimedes, đó chính là gì? D chất lỏng nhân với V. Và trong đó DNL này chính là trọng lượng riêng của chất lỏng. Người ta yêu cầu chúng ta hãy chứng minh nếu vật là một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng thì vật sẽ chìm xuống khi mà chúng ta có D trọng lượng riêng của vật lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng. Vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi mà trọng lượng riêng của vật bằng với trọng lượng riêng của chất lỏng. Và vật sẽ nổi lên mặt chất lỏng khi mà trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi chứng minh nhé. Người ta đã cho chúng ta là P bằng với trọng lượng riêng của vật nhân với V. Vậy thì cô sẽ ghi rõ luôn là V vật nhé. Lực đẩy Archimedes thì có độ lớn là FA bằng với D lỏng nhân với thể tích, đúng không nào? Trọng lượng riêng của chất lỏng nhân với thể tích. Và người ta cho chúng ta biết là một khối đặc nhúng ngập vào trong chất lỏng. À, ở bài trước cô có nói rằng là khi một vật mà bị nhúng ngập hoàn toàn vào trong chất lỏng thì thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ nó chính là thể tích vật. Vậy thì ở đây của chúng ta cũng sẽ có luôn là thể tích vật, đúng không nào? Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi giải từng ý một nhá. Ý A, khi vật chìm xuống, đúng không nào? Vậy điều kiện để vật chìm là chúng ta có lực độ lớn của lực đẩy Archimedes phải nhỏ hơn trọng lượng của vật, đúng không nào? Thì khi đó vật sẽ chìm xuống. Vậy thì ở đây các bạn thay vào cho cô này, chúng ta sẽ tương đương có với trọng lượng riêng của chất lỏng nhân với thể tích của vật và nhỏ hơn trọng lượng riêng của vật nhân với V vật. Vậy thì từ đây các bạn triệt tiêu hai vế cho cô này cùng V vật, được chưa nào? Vậy thì chúng ta sẽ có được D trọng lượng riêng của chất lỏng nhỏ hơn trọng lượng riêng của vật. Và nó có đúng với trọng lượng riêng của vật lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng không? Đúng, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ ra được điều phải chứng minh. Tương tự như vậy, ý B nào. Chúng ta có điều kiện để vật lơ lửng, đó chính là độ lớn của lực đẩy Archimedes phải bằng với trọng lượng của vật, đúng không nào? Vậy thì bây giờ các bạn thay vào cho cô này, chúng ta sẽ có trọng lượng riêng của chất lỏng nhân với V của vật và bằng với trọng lượng riêng của vật nhân với thể tích vật. Chúng ta cũng gì ạ? Cũng triệt tiêu hai vế cùng thể tích vật và chúng ta có trọng lượng riêng của chất lỏng thì bằng trọng lượng riêng của vật. Ra điều phải chứng minh chưa ạ? Cô viết tắt nhá, chữ điều phải chứng minh. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng chứng minh ý C nào. Khi mà vật nổi lên mặt chất lỏng thì trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng. Thì
Chúng ta đã học ở điều kiện vật nổi và vật chìm rồi. Vật muốn nổi lên thì độ lớn của lực đẩy Archimedes phải lớn hơn trọng lượng vật. Như vậy là chúng ta có Fa lớn hơn P. Và các bạn thay công thức tính độ lớn của lực đẩy Archimedes cho cô vào nào. Chúng ta có là D của chân lỏng nhân với thể tích vật sẽ lớn hơn D của vật nhân với thể tích của vật. Và ở hai vế chúng ta cũng cùng có thể tích vật, vậy chúng ta triệt tiêu đi. Từ đây chúng ta sẽ có được trọng lượng riêng của chất lỏng lớn hơn trọng lượng riêng của vật. Ta điều phải chứng minh. Được chưa nào các bạn? À, như vậy là từ câu C6 này thì các bạn rút ra cho cô đó chính là khi mà ngoài cái việc chúng ta xác định được là vật sẽ chìm, sẽ nổi qua độ lớn của lực đẩy Archimedes, thì chúng ta sẽ biết được là bản chất để có được độ lớn của lực đẩy Archimedes lớn hơn hay nhỏ hơn hay bằng với trọng lượng của vật, đó chính là chúng ta so sánh trọng lượng riêng của vật với trọng lượng riêng của chất lỏng. Nếu như vật có trọng lượng riêng lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng thì vật sẽ chìm xuống. Nếu như trọng lượng riêng của vật bằng với trọng lượng riêng của chất lỏng thì vật sẽ lơ lửng ở trong chất lỏng. Còn nếu như trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng thì vật sẽ nổi lên trên mặt chất lỏng. Được chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau sang câu tiếp theo nhé. Chúng ta cùng sang câu C7 nào. Câu C7, hãy giúp Bình trả lời An trong phần mở bài. Đó là vì sao mà con tàu bằng thép nặng hơn hòn bi thép lại nổi, còn hòn bi thép thì lại chìm? À, chúng ta đã học về điều kiện vật nổi và vật chìm rồi đúng không nào? Mà chúng ta lại thấy được là con tàu bằng thép nổi lên trên mặt chất lỏng. Vậy thì chứng tỏ là trọng lượng riêng của cái con tàu đấy nó nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng. Còn hòn bi mà lại chìm xuống, vậy thì chứng tỏ là trọng lượng riêng của hòn bi sẽ lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng. Nhưng mà vì sao lại có điều đó nhỉ? Chúng ta thấy được rằng là con tàu thì rất là lớn đúng không nào? Vậy thì chắc chắn là khối lượng của nó phải lớn hơn hòn bi rất nhiều rồi. Thế nhưng mà con tàu lại có thể nổi và trọng lượng riêng của nó lại nhỏ hơn được trọng lượng riêng của nước. Như vậy là bởi vì là do cấu trúc các bạn ạ. Cấu trúc lên con tàu khác so với cấu trúc lên hòn bi. Cấu trúc của con tàu thì nó có những cái khoảng rỗng ở trong cái con tàu đó, thế nên là nó làm cho trọng lượng riêng của con tàu nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước. Còn hòn bi của chúng ta thì có cấu trúc đặc, thế cho nên là trọng lượng riêng của hòn bi lại lớn hơn trọng lượng riêng của nước, cho nên là hòn bi chìm còn con tàu thì nổi. Được chưa nào các bạn? Như vậy là chúng ta xét một vật nổi hay chìm thì chúng ta sẽ để ý cho cô tới trọng lượng riêng của vật nhá. Lớn hơn chất lỏng thì vật sẽ chìm, còn trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn chất lỏng thì vật sẽ nổi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến câu C8 nào. Thả một hòn bi thép vào thủy ngân thì thấy hòn bi nổi hay chìm và tại sao? Bây giờ chúng ta sẽ gì? Sẽ đi xét trọng lượng riêng của các vật nhá. Chúng ta có này, trọng lượng riêng của thép là 78.000 newton trên mét khối. Còn trọng lượng riêng của thủy ngân là 136.000 newton trên mét khối. Như vậy là chúng ta có gì? Trọng lượng riêng của thép nhỏ hơn trọng lượng riêng của thủy ngân. Và như vậy là hòn bi của chúng ta sẽ nổi lên trên mặt nước. Được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang câu C9 nhá. Rồi chúng ta cùng sang câu C9 nào. Người ta cho hai vật M và N có cùng thể tích và được nhúng ngập ở trong nước. Vật M chìm xuống đáy bình, còn vật N thì lơ lửng ở trong chất lỏng. Người ta gọi PM và FAM là trọng lượng và lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật. PN và FAN là trọng lượng và lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật N. Hãy chọn dấu bằng nhỏ hơn và lớn hơn thích hợp để cho các ô trống. Chúng ta điền vào các ô trống này cho thích hợp.
Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tóm tắt đề bài này nhé. Người ta cho chúng ta là vật M và vật N có cùng thể tích và được nhúng ngập trong nước, đúng không nào? Vậy thì chúng ta có VM bằng với VN, đúng không nào? Từ đề bài mà cô suy ra. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ phải đi tính độ lớn của lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật M và độ lớn của lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật N, đúng không nào? Vậy thì chúng ta có FAM sẽ bằng D nhân với V. D ở đây là trọng lượng riêng của chất lỏng. Vậy thì được nhúng vào trong nước, đúng không nào? Vậy nó sẽ là D nước. V này là phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ mà người ta cho gì ạ? Cho hai vật được nhúng ngập trong nước. Nhúng ngập thì khi đó là thể tích của cái phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ chính là thể tích của vật. Vậy thì chúng ta có V ở đây chính là V vật. Và FAN nào? FAN thì cũng được tính bằng công thức trọng lượng riêng của chất lỏng nhân với thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Chúng ta có cùng cho vào nước, vậy thì đây cũng chính là D nước. Và cùng được nhúng ngập, đúng không nào? Vậy thì đây cũng vẫn là V vật. Được chưa nào? V này là V vật vật M, V này là V vật N. Mà chúng ta lại có V vật M bằng với V vật N, đúng không nào? Vậy thì đây là 1 và đây là gì ạ? Đây là 2. Vậy thì từ 1 và 2 chúng ta suy ra được FAM bằng với FAN. Đúng chưa nào? Cùng trọng lượng riêng của nước, cùng thể tích vật, hai vật này bằng nhau. Vậy thì các bạn điền cho cô dấu vào ô trống này là dấu bằng. Tiếp theo nào, chúng ta đi so sánh độ lớn của lực đẩy Archimedes tác dụng vào điểm M so với trọng lượng của vật M. Thì các bạn thấy được rằng là người ta cho vật M chìm xuống đáy bình. À, vật M chìm xuống đáy bình khi mà trọng lượng của nó phải lớn hơn độ lớn của lực đẩy Archimedes. Vậy thì chúng ta sẽ điền cho cô là dấu nhỏ hơn vào đây, được chưa nào? Tiếp theo, chúng ta đi so sánh lực đẩy Archimedes tác dụng vào vật M với trọng lượng của vật N. Cô xin lỗi, là độ lớn của lực đẩy Archimedes tác dụng vào vật N với trọng lượng của vật N. Thì người ta cho là vật N lơ lửng trong chất lỏng, đúng không nào? Vậy thì lơ lửng trong chất lỏng khi mà độ lớn của hai lực này tác dụng vào vật N phải là bằng nhau. Vậy thì các bạn điền dấu bằng vào đây cho cô, được chưa? Bây giờ chúng ta đi so sánh tiếp trọng lượng của vật M và trọng lượng của vật N. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh như thế nào đây? À, các bạn thấy này, các bạn nhìn cho cô mối liên hệ này. Trọng lượng của vật N bằng với lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật N, mà lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật N lại bằng với lực đẩy Archimedes tác dụng lên vật M, đúng không nào? Vậy thì cô điền dấu bằng như thế này có được không? Cô điền dấu bằng như này để cho các bạn nhìn thấy tính chất bắc cầu nhá. BN bằng với FAN, FAN lại bằng với FAM, đúng không nào? Vậy thì suy ra chúng ta sẽ có là PN sẽ nhỏ hơn PM, được chưa? Vậy thì ở đây các bạn điền cho cô là dấu lớn hơn. À, như vậy là chúng ta đã cùng nhau trả lời xong câu C9 rồi. Bây giờ chúng ta cùng tổng kết lại bài học này nhé. Nếu như ta thả một vật vào trong lòng chất lỏng thì vật sẽ chìm xuống khi mà trọng lượng của nó lớn hơn lực đẩy Archimedes tác dụng vào nó, hay là chúng ta có trọng lượng riêng của vật lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng. Vật sẽ nổi lên khi trọng lượng nhỏ hơn độ lớn của lực đẩy Archimedes, hay là trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng. Và vật sẽ lơ lửng trong chất lỏng khi mà độ lớn của hai lực này là bằng nhau, hay là trọng lượng riêng của chúng bằng nhau.
Và khi mà một vật đã nằm yên ở đáy bình rồi thì vật nó chịu tác dụng của các lực cân bằng. Ở đây chính là trọng lượng bằng với độ lớn của lực đẩy Archimedes và cộng với lực đẩy của đáy bình tác dụng lên vật. Các bạn chú ý cho cô nhé, tránh nhầm lẫn nhé. Ở phía trên của chúng ta là điều kiện để vật nổi và vật chìm. Còn ở phía dưới này là cô chỉ ra để cho các bạn thấy rằng khi mà một vật đã nằm yên ở đáy bình rồi thì nó chịu tác dụng của các lực cân bằng này. Vậy thì khi một vật đã nổi trên mặt nước và ở trong trạng thái cân bằng rồi thì độ lớn của lực đẩy Archimedes bằng với trọng lượng của vật. Và khi đó V này là thể tích của phần vật chìm trong chân lỏng nhé các bạn nhé. Còn V ở trên này, V được tính ở trong công thức lực đẩy Archimedes ở trên này là V vật. Còn V mà được tính khi mà nổi trên mặt nước là thể tích của phần vật chìm trong chân lỏng các bạn nhé. Rồi như vậy là chúng ta đã vừa tổng kết lại những cái kiến thức trọng tâm của bài học ngày hôm nay rồi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau trả lời cho cô lại cái câu hỏi ở đề bài cô đã đưa ra nào. Vì sao mà quả trứng này lại nổi và quả trứng này lại chìm? Ở trong cốc nước muối thì nó nổi, cốc nước trắng thì nó chìm đấy. À, chính là vì trọng lượng riêng của quả trứng ở trong cốc nước muối này nó nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước muối, cho nên là khi chúng ta thả trứng vào nước muối thì trứng nổi lên. Còn ở trong nước trắng thì trọng lượng riêng của quả trứng này lại lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng, nên trong nước trắng thì quả trứng chìm xuống. Rồi, như vậy là chúng ta đã giải đáp được thắc mắc ở đề bài rồi nhá. Vậy thì trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, cô tiếp tục đưa ra cho các bạn một câu hỏi để bài giảng tiếp theo thì cô sẽ trả lời nhá. Các bạn hãy quan sát cho cô, ở đây là các bạn nhìn thấy một bạn học sinh đang học bài đúng không nào? Và ở đây bức hình thứ hai này thì các bạn thấy là bác nông dân và con trâu đang kéo cày, kéo bừa đúng không nào? Vậy thì ở trong đời sống của chúng ta đều nói đây là công đúng không ạ? Công sức, công lao mà học sinh đã bỏ ra để học, mà con trâu, con bò đã bỏ ra để nó có thể cày bừa được ruộng. Vậy thì đâu là công cơ học? Trong hai trường hợp này, trường hợp nào đã thực hiện công cơ học? Và để trả lời được câu hỏi này thì các bạn hãy đón chờ bài giảng tiếp theo của cô nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.